Theo tính toán của những nhà thiên văn học, hiện nay vũ trụ khoảng 13,7 tỷ tuổi, trái đất khoảng 4,5 tỷ tuổi. Con người chỉ xuất hiện mấy triệu năm, nhưng có trí thông minh khác biệt với muôn loài, được tiến hóa dần, đã làm thay đổi thế giới. Bởi vì con người biết dựa vào quy luật của thiên nhiên để điều chỉnh. Hơn 2.000 năm trước, người Ba Tư Cổ dựa theo nguyên lý thời tiết được tạo ra từ chuyển động của hệ mặt trời đã hoàn chỉnh khái niệm bốn mùa, xuân hạ thu đông cho một hệ thống lịch. Trong đó, một năm mới bắt đầu được tính từ mốc xuân phân. Ngày nay, thế giới văn minh đều xác nhận rằng mùa xuân là mùa đẹp nhất bởi nhiệt độ nằm giữa mùa hè và mùa đông. Các loài cây, nhất là các loài hoa, sau mùa đông dài ủ mầm, ủ nụ, chắt chiu sự sống trong tiết trời lạnh giá, chờ nắng ấm lên để vươn mình trổ sắc. Hoàng Hữu Vân say mê vẻ đẹp của mùa xuân, say mê với sự sống đang dần dần chuyển sắc từ vạn vật trong thiên nhiên. Với gọi xuân, dường như anh đã dõi theo sự biến chuyển của cả mùa xuân trên một thực thể hữu hình với những cành lá này. Hoàng Hữu Vân đã gieo những mầm xuân ấy vào tác phẩm, khắc họa lên một hệ sinh thái sống động như chính tuyệt tác của tự nhiên. Thoạt nhìn, toàn bộ mặt tranh được tạo bởi hòa sắc xanh lục, chuyển tông êm dịu, vài chút ánh nóng vàng, đỏ từ đôi chuồn kim, từ vài điểm trên thân cây, tạo những điểm nhấn quý giá, hiếm hoi của ấm áp, của sự sống, khiến cho mặt tranh từ tạo hình đến hòa sắc trở nên cân bằng, vững chãi. Trong hòa sắc xanh lục êm dịu của màu, sâu thẳm của chất sơn tạo hình chỉ mang tính gợi hơn tả. Những cành, lá dường như được họa sĩ cố ý làm chìm đi,
hòa lẫn vào nền. Dưới ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng nhân tạo, người xem sẽ ngắm nhìn thật kỹ, soi chiếu, sẽ thấy được dáng hình của cành, của lá, từ vô vàn màu sắc li ti, lấp lánh của thạch khuyết minh, được nghiền nhỏ phủ lên mặt tranh. Cảm giác sự sống dường như đang trú ngụ hết trong những li ti lấp lánh này. Chúng như những mạch sống ngầm đang ẩn giấu, chuẩn bị chờ thời khắc để nảy mầm, để vươn sống mãnh liệt với thế giới. Dưới ánh nắng vàng ấm áp trải khắp nhân gian, mùa xuân đã thực sự bắt đầu. Những sắc li ti của sự sống ẩn chứa những nụ mầm đã bung nở thành lá, thành hoa. Đôi chuồn chuồn kim nhỏ xíu đang thì thầm lời hẹn ước. Hoàng Hữu Vân không dùng hình tượng chim én gọi xuân, mà lại dùng hình ảnh đôi chuồn chuồn để biểu hiện cái tình, cái sức sống của vạn vật trong thiên nhiên. Chuồn chuồn với đôi cánh mỏng manh như hoa đào, hoa lê lại ẩn giấu sức sống mãnh liệt. Chúng xuất hiện trên trái đất đã 285 triệu năm trước khi loài người được sinh ra và phải trải qua tới 14 lần lột xác mới trưởng thành. Thiên nhiên là mộc mạc, là gần gũi nhưng chứa đựng trong đó muôn vàn kỳ thú, sức sống tiềm tàng, mãnh liệt. Mẹ thiên nhiên hiền hòa, bao dung, che chở khi chúng ta đối xử tử tế với vạn vật. Bốn mùa, xuân hạ thu đông, là món quà của thiên nhiên. Chúng đều có những vai trò và giá trị riêng. Mùa xuân mang trong mình một sứ mệnh quan trọng, là biểu tượng cho sức sống, sự sinh sôi, đơm hoa kết trái, với bản chất ẩn giấu, nuôi dưỡng sự sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông. Bản chất mùa xuân dựa vào nội hàm sức mạnh bản thể để gánh vác trọng trách lớn lao của tự nhiên. Con người cũng vậy, để được sống có ích, được tôn trọng, được đảm nhiệm những vai trò quan trọng, bản thân phải rèn luyện khí chất bằng cách luôn học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân. Mỗi ngày sống là một ngày đáng giá. Mỗi mùa xuân tới là thời điểm để tạo dựng, tiếp nối hành trình của ước mơ, của hy vọng về những điều tốt đẹp nhất.